Thế nhỏ trường làm được nhiều thế cơ Tại một số. mà không nhớ thì thôi đấy. Không nhớ thế mà không nhớ đáp án này thôi đấy. Cái gì đấy? À. Vẫn cứ sai. Đáng. Nào câu một nhá. Từ đầu tiên mình đọc là ancient là âm A đúng không? Ancient. Từ ra là educate cũng là âm A đúng không? Từ thứ ba là gì cả, love stranger cũng là âm gì? A. Mình bây giờ mới bắt đầu có cái lạnh lạnh. Và cuối cùng là gì? Transfer là e bẹt. Như vậy là bạn sẽ là đáp án daddy. Được chưa? Rồi tiếp câu số 2 ạ. Từ đầu tiên đọc là gì đấy cả lớp? Chapter đúng không? Chicken, chipneys và schedule. Như vậy là sẽ đáp án đi, chữ K. Rồi câu số 3. Từ đầu tiên các bạn đọc là gì đấy ạ? Cơn. À ok. Cái này sẽ là conserve. Nói bao nhiêu lần rồi? Dớp cái gì mà dớp? Conserve. Cái gì? Còn reserve đúng không ạ? Còn conserve. Âm 2 và từ serve. Conquer âm 1 và từ con. Được chưa? Conceal và từ sealed âm số 2. Và contain và từ trên âm số 2. Đáp án sẽ là đáp án baby ạ. Rồi ok tiếp số 4 ạ. Có đuôi equal thì trong âm rơi bằng tiết trước nó và từ conical âm 1 và từ core. Đó, sacrifice âm 1 và từ sex bởi vì là A mà đọc là E bẹt trong âm rơi vào chính nó. Approval, A mà đọc là ơ thì rơi vào sau nó từ brew. Đúng không ạ? Và count cho bạn. Như vậy đó sẽ là C. Cái gì thế hả Linh? Sao đây? Cái gì mà cười? Nào câu số 5 này. Cái người đàn ông mà được mời tới bữa tiệc vẫn chưa đến. Như vậy là câu này phải là câu bị động đúng không? Như vậy sẽ là invited. Rồi tiếp câu số 6 ạ. Câu 6 đây có từ gì nhỉ? Than thì đương nhiên là so sánh thì hơn rồi. Và câu này đáp án chính xác sẽ là đáp án. Baby, more knowledgeable. Knowledgeable của chúng ta đây có nghĩa là gì đấy ạ? À? Am hiểu, hiểu biết nhiều hơn. Câu số 7 mình có từ will là tương lai. Tương lai thì đi với hiện tại. Không có hiện tại đơn thì mình dùng hiện tại hoàn thành thôi ạ. À? Đàn baby ạ. Được chưa? Tiếp câu số 8 ạ. Câu số 8 ở đây chúng ta là kiến thức về phrasal verb. Mình có từ go on là kiểu tiếp tục diễn ra. Take up thì là bắt đầu một cái sở thích, một cái thói quen tốt đúng không? Chưa? Go with là đi kèm với cái gì? Đi kèm và đi liền với cái gì? Và take off là gì ở lớp? Cất cánh. Thế câu này là tips để tiếp tục những sở thích kỳ lạ của mình như là thu thập nắp chai và phát minh được các mã bí mật. Như vậy là những sở thích tốt đúng không? Thì là take up. Câu số 9 này các bạn phải cẩn thận với cái experience bởi vì cái bản thân cái experience nên mình sẽ có hai nghĩa. Một cái nghĩa là kinh nghiệm và nghĩa thứ hai là cái trải nghiệm. Nếu như có nghĩa là kinh nghiệm thì nó sẽ là danh từ không đếm được. Còn nếu như mà nó là một cái trải nghiệm hoặc một cái sự kiện nó diễn ra thì lại đếm được. Và câu này là chúng tôi đã có một cái trải nghiệm vô cùng kinh khủng vào chủ nhật tuần trước thì nó phải là chữ ơ. Rất là nhiều bạn nhìn thấy experience thì các bạn chọn rỗng là sai luôn. Được kỹ nhá. Mình không dịch là chúng tôi có kinh nghiệm đúng không? Mà chúng tôi có một cái trải nghiệm, một trải nghiệm nhá. Đó sẽ là baby. Câu tiếp theo mình có từ nobody thì mình dùng they đúng không? Và answer thì mình dùng mình đất bởi vì nobody là phủ định rồi cho nên mình dùng khẳng định. Như vậy đáp án sẽ là đáp án baby. Câu số 12 là kiến thức về gì nhỉ? Về preposition, về giới từ. Thì đây mình có công thức của chúng ta sẽ là gì đấy cả lớp? À quên, câu 11. Câu 11 ạ, chúng ta có từ corporate là các nhà tuyển dụng. Các nhà tuyển dụng của công ty thì làm sao đấy ạ? À, đang ghé thăm một cái khuôn viên trường học để có thể phỏng vấn những sinh viên năm cuối nhá. Thứ nhất chúng ta có từ đầu tiên là referee. Referee đây của chúng ta nghĩa là gì đấy? Trọng tài. Recruiter chính là nhà tuyển dụng đúng không ạ? Nhà tuyển dụng ạ. Audience chính là khán thính giả đúng không ạ? Khán thính giả. Ai witness là ai đấy cả lớp? Nhân chứng. Ủa sao ngồi nghẹt mặt thế này? Nhân chứng ạ. Ok.
Được chưa? Câu tiếp theo này. Thông thường thì cái giới từ của từ one thì mình có là one somebody against, đúng không ạ? Và mình có one somebody gì nữa ạ? About, đúng không? Cảnh báo ai về điều gì? Đa sẽ đáp án A. Cảnh báo ai về điều gì? Số 13, would like thì đương nhiên là cộng một to verb rồi, đúng không ạ? Như vậy đáp án sẽ là đáp án gì? A, specialize của chúng ta đây là chuyên gia về lĩnh vực gì? Ok. Câu tiếp này, câu số 14 là kiến thức về từ vựng. Thì mình có từ phones là điện thoại rồi, không có gì cả. Từ device là thiết bị. Cái từ airplanes, đây là những cái gì được cả lớp? Cũng là gì? Đâu airplanes lại là ứng dụng được. Application mà là ứng dụng mà. Airplane là cái gì? Như là house airplane ấy, nó cũng là những cái gọi là gì? Đồ trong gia đình đúng không? Vâng, airplanes đây nó cũng là những cái thiết bị trong gia đình. Và message đó chính là gì? Tin nhắn thôi. Thế câu này là gì? Ở đây là con gái của chúng tôi đã đủ trưởng thành, đúng không? Để có thể make right, đưa ra những cái right và wise decision, đưa ra quyết định đúng đắn và gì nhỉ? Thông minh, đúng không? Khôn ngoan. Cho nên là chúng tôi đã để cho cô ấy tự quyết định. Đây là một cái idioms, một cái thành ngữ đó là leave somebody to one's device. Leave somebody to one's devices. Để ai làm điều mình muốn. Leave somebody to one's devices. Để ai làm điều mình muốn. Câu số 15 ạ. We notice chúng tôi nhận nhìn thấy một sneaky, sneaky là kiểu lén lút đúng không? Một cái người đàn ông kiểu rất là lén lút trong khi mà chúng tôi đang chờ quầy thanh toán thì là hành động đang xảy ra rồi. Đó sẽ là đáp án Betty. Câu tiếp theo này, chính phủ gần đây đã quyết định như thế nào? Ở đây mình có từ lockdown. Lockdown what does it mean? Lockdown là gì đấy cả lớp? Ôi chết rồi. Không biết luôn. Thế bình thường lockdown nghĩa là thế bình thường lock là khóa đúng không? Lockdown đó chính là kiểu bị hạn chế, bị phong tỏa, xin lỗi. Còn restriction là hạn chế. Ở đây là những cái hạn chế về phong tỏa. Lockdown là phong tỏa, tức là không cho người khác bén mảng về khu vực đấy đúng không? Lockdown. Thế ý câu này là gì? Chính phủ gần đấy đã đưa ra quyết định để nới lỏng. Nới lỏng các cái hạn chế đúng không? Về phong tỏa. Pull là kéo rồi, force là ép buộc rồi và ease và chính là nới lỏng, làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Thế còn từ urge của chúng ta là thúc giục, đúng không ạ? Nới lỏng. Và C nhá. Câu số 17. Câu số 17 này. Cái chủ ngữ của chúng ta đây là danh từ chỉ vật. Cho nên chắc chắn câu này sẽ phải là be động rồi. Và be động thì phải có to be không phần từ hai, đúng không ạ? Như vậy câu này đáp án chính xác sẽ đáp án gì? C đúng không? Không cần phải dịch làm gì cho nó đâu ra. Rồi, ok, tiếp câu số 18. Câu số 18 thì sau to thì từ loại cần tìm của chúng ta là một động từ. Mình có economy, đây là danh từ nền kinh tế. Đúng không ạ? Economize là động từ gì đấy ạ? Làm kinh tế, đúng không? Làm kinh tế. Ngoài ra nó còn động từ này còn có nghĩa là tiết kiệm nữa, bằng cái từ save. Bằng cái từ save. Economic là thuộc về kinh tế, đúng không ạ? Và economically là về mặt kinh tế mà nói. Như vậy câu 18 đáp án chính xác của mình sẽ là đáp án gì ạ? Baby, đúng không? Mình cần một động từ. Câu số 19 ạ. Câu số 19 thì mình có từ motion, đó chính là sự vận động. Motion là sự vận động. Stampede là sự xô đẩy. Xô đẩy. Current đây là dòng nước ạ. Dòng nước ạ. Dòng nước nhé. Và drift là gì đấy ạ? Vận chuyển. Vận chuyển. Rồi, ok. Thế câu này các bạn dùng cái từ gì sẽ là hợp lý ạ? Đọc câu này đi. Có một sự cái gì đều đặn của những người trẻ từ các ngôi làng đến thành phố. Sự gì? Sự dịch chuyển, đúng không ạ? Drift đây là sự dịch chuyển, chứ đừng đừng có dịch là sự vận động nhá. Đó sẽ là đáp án Daddy ạ. Câu này chắc là nhiều đứa sai. Đúng không? Câu số 20 này. Câu số 20 các bạn thấy là cái phần nhìn đáp án người ta bảo là cảm ơn kìa. Cảm ơn cậu, thì tớ sẽ gọi cho cậu khi tớ đến. Thì khi mà bạn ấy chuẩn bị đi New York để học ấy thì tự nhiên lại bảo chúc mày may mắn lần sau, đúng không? Đáp án B là gì nhỉ? Have a go. Cậu biết have a go nghĩa là gì? Đi đi. Have a go, đi đi. Câu C là Chúa phù hộ cho mày.
Vâng, câu đi là chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ chứ, đúng không? Đáp án đi chứ. Như là chúc bố cho mày, đúng không? Và vẫn tiếp câu số 21 này. Julia và Phoebe đã nói chuyện về Peter. Peter thì đã được sinh ra và được nuôi dưỡng ở phòng Hastings này, và anh ấy chắc chắn là biết rất rõ về nó, đúng không ạ? Và cô ấy trả lời là 3 chấm. Thậm chí anh ấy còn chả có thể kể cho tôi biết là cái nơi nào mà có cái căn đường phố. Như vậy có nghĩa là cái người này là người ta không đồng ý với quan điểm của Julia, đúng không ạ? Và không đồng ý thì nó phải là, thứ nhất câu A, tôi không thể đồng ý với bạn hơn, tức là tôi như nào, đồng ý. Câu này đúng hay sai? Sai. Câu B là chắc phải đúng đấy. Câu C là tớ thì có ý kiến ngược lại. Và câu D là tớ không nghĩ đó là một ý kiến hay. Như vậy đáp án của mình sẽ là gì hả con? C. Rồi, số 22, đây là phần từ trái nghĩa đấy nhá. Mọi khi là đề của mình là trái nghĩa trước, đúng không? Đấy, là như vậy thôi. Illicit đây là gì? Bất hợp pháp. Cái nghề nghiệp của anh ấy, đúng không? Đó chính là cái việc buôn bán thuốc. Cái thì drug ở đây là thuốc được cấm nha. Bất hợp pháp. Với tất cả cái nhà cái từ Burley Raid. Đó là từ Raider chứ ạ. Vâng, đây là đột kích, cuộc đột kích của cảnh sát. Burley Raid, cuộc đột kích của cảnh sát vào sáng nay. Thế thì mấy cái từ này nhìn rất nhá, đọc như cái câu đáp án này nó đọc y hệt như là cái phần gạch chân luôn, cũng là illicit, đọc y hệt như vậy luôn. Nhưng các bạn nhớ phải để giữa vào cái cảnh xem nó nghĩa là gì. Illicit đây là khơi ra, được khơi ra, khơi ra. Irregular đây là tính từ thường, bất quy tắc. Secret là tính từ gì à? Bí mật. Và legal chính là gì đây? Hợp pháp. Ồ, vậy đáp án chính xác ta sẽ là gì? Đẹp đi. Đang tìm từ trái nghĩa mà. Tiếp này, câu số 23 này. Câu số 23 này chúng ta làm một cái cụm từ rồi. Thường là bao giờ cũng vậy rồi. Ở đây nhá, tôi không biết là cái gì. À, tức là người ta, họ sẽ hỏi cái gì, đúng không ạ? Trong cuộc phỏng vấn. Thôi thì gọi là tùy cơ ứng biến. Đó, kiểu như thế. Thì mình có đáp án này này. Plan well in advance, tức là mình sẽ lập một cái kế hoạch, đúng không? Chuẩn bị kỹ từ trước. Câu B là gì? Be careful about it, tức là như nào đây cả lớp? Là mình phải cẩn thận về mọi thứ. Câu C là lắng nghe người khác nói, và câu D là không cần lập kế hoạch từ trước. Vậy đương nhiên đáp án phải là gì? Vâng, đáp án này. Sao? Tiếp. Ultimate. Tôi chỉ là người mà đưa ra cái gì nhỉ? Suggestion thôi. Còn cái quyết định cuối cùng thì nằm ở đâu đấy cả lớp? Nằm ở cô ấy. Cái quyết định cuối cùng chính là bằng tên nào? Final. Đúng không? Đoàn đi. Số 24 ạ. Winning the first prize, tức là giành được giải nhất trong cuộc thi, thì dường như là đã làm cái booster, là tăng cường cho cô ấy cái sự tự tin. Thì đấy tăng cường ạ. Thì từ nào sẽ là tăng đấy cả lớp? Increase. Đúng không? Increase. Remain thì vẫn duy trì, vẫn giữ như thế rồi. Booster nhá, cái này cũng là tăng cường nhá. Còn cái booster thì nó là thúc đẩy nhá. Đó, mình có mấy từ nó cần là giống nhau này dưới ra. Câu số 26 ạ. Is it better? Cả lớp gạch chân có từ it is better. Và cứ có từ is it better thì bây giờ nó sút. Thế nhưng mà bây giờ sút, may là cái này chỉ có một sút thôi. Còn nếu không có ai sút thì các bạn phải nhớ là người ta nói là tốt nhất đối với bạn là bạn nên nhờ người sơn lại ngôi nhà đi, đúng không ạ? Khuyên ai đó nên làm gì? Làm đi. Còn câu C là bạn không nên là sai rồi. Hả? Thế là nếu mà có xuất phát của phần thứ hai. Nhưng mà xuất phát phần thứ hai thì nó sẽ phải là gì? Là quá khứ, đúng không? Nhưng đây là it is better, nó là hiện tại đơn rồi. Tiếp, câu số 27. Câu này quá dễ rồi. Ở đây có từ since và có từ last. Có since và last thì 100% là hiện tại hoàn thành dạng phủ định. Không có gì để nói. Đáp án sẽ là đáp án baby. Nói chung mà những cái câu này mà mình đi thi mà mình còn sai lại thì cũng không còn vị gì để nói luôn. Where này, được chưa? Sau đến chủ ngữ là gì đấy ạ? He, can ở thành gì đấy ạ? Could, đáp án gì đấy? Baby. Câu số 29 quá dễ rồi, có từ last rồi thì từ cancel thành gì nhỉ? Cancel, đúng không? Thế mình đi. Passenger của chúng ta là gì đấy cả lớp nhỉ? Là số nhiều, thế câu này sai đâu? Is đổi thành gì đấy cả lớp? There, đúng không ạ? Tiếp, câu số 31 này. Đối với lại một, rất thích cả mình kiếp dung gì mà dung 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 nó tung gật tay luôn cả lớp. Đối với là một số cái gì à, người đàn ông mà sắp có nguy cơ bị mất việc ấy, thì anh ta sẽ tỏ
À, đối với một người đàn ông sắp có nguy cơ mất việc ấy, thì anh ta vẫn luôn tỏ ra khá là bình tĩnh và điềm tĩnh. Thì ở đây mình có cái từ imminent. Từ này bình thường nghĩa của nó là gì các bạn biết không? Là lỗi lạc, là kiệt xuất. Lỗi lạc và kiệt xuất. Còn cái từ sắp xảy ra ấy. Wow. Imminent. Hay mỗi chữ e thôi. Cái này của chúng ta có nghĩa là sắp xảy ra. Câu số 32 này. Câu 32 này có từ John John. Như vậy đây là câu điều kiện sẽ chuyển thành câu điều kiện là mấy cả lớp? Loại 2. Và nhớ là đề bài đang là phủ định. Thì câu viết lại sẽ phải là gì đấy ạ? Khẳng định. Như vậy đáp án của mình sẽ là đáp án Baby. Tiếp, anh ấy vừa mới hoàn thành cái việc ăn sáng xong thì anh ấy fell down. Yêu ơi sao chết khổ thế chứ lại. Thì anh ấy ra nhà ngã xuống đúng không ạ? Thì câu này là vừa mới thì đã, thứ nhất đáp án A. Đáp án A đúng hay sai cả lớp? Sai. Tại sao đáp án A sai? Bởi vì happy thì phải dùng quá khứ hoàn thế, hoàn thành đúng không? Câu B cũng sai tiếp bởi vì sao? Vì happy chưa gì? Chưa đảo ngữ. Câu C sai ở từ half đúng không ạ? Chưa chia quá khứ hoàn thành. Cho nên đáp án sẽ là đáp án Daddy. Ăn sáng xong gục gục luôn rồi sợ chứ lại chết rồi. Ok, tiếp chúng ta sang bài đọc đầu tiên. Environmentalist đây là ai đây cả lớp? Những cái người nghiên cứu về môi trường đang ngày càng trở nên gì nhỉ? Lo lắng nhiều hơn về những cái ảnh hưởng của fast fashion, có nghĩa là gì đấy, những cái tác động của thời trang nhanh đối với môi trường. Thì kiểu như là bây giờ người ta không cần nhất thiết là cứ phải mặc cái loại quần áo mà kiểu quá là xịn nữa, mà người ta hay kiểu chạy theo mốt đúng không, không hết người ta lại vứt đi, nên nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Thì thời trang nhanh là gì? Việc sản xuất quần áo hàng loạt đúng không ạ, với rất là nhiều cái gì nhà chi phí thấp này, vân người ta nói tiếp là họ làm cái gì, người ta giải thích thêm cái việc là người ta sản xuất thời trang nhanh như thế nào thôi. Đoạn một. Đoạn số 2 này, the way people are buying clothes, tức là cái cách mà mọi người chúng ta ấy đang mua quần áo thì cũng góp phần tạo nên đúng không ạ? Thêm nhiều cái gọi là gì nhỉ? Những cái rác thải đúng không ạ? Về quần áo nhiều hơn. Đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Và nhiều năm trước thì con người thì, tới cửa hàng và thử những bộ trang phục đúng không ạ? Và con người dành nhiều thời gian và suy nghĩ kỹ càng trước khi mua và cũng mặc lâu hơn. Thế còn ngày nay thì sao? Today people order cheap clothes on the internet đúng không ạ? Vâng, mua quần áo rẻ trên mạng và nếu không thích thì họ có thể trả. Đó, ví dụ như thế chẳng hạn. Rồi, ok. Thế thì theo các bạn, đâu là ý chính của bài này? Thứ nhất là cái appearance, tức là cái sự xuất hiện của cái thời trang nhanh. Thì cái này nó quá là, nó chỉ là cái phần đầu tiên thôi, đúng không ạ? Cái thứ hai là cái cách mà mọi người mua quần áo thì lại chỉ ở đoạn thứ hai, đúng không? Câu cái thứ ba là gì? Sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang là quá rộng, đúng không? Và đáp án đi là gì? Những cái ảnh hưởng tiêu cực của thời trang nhanh. Đó sẽ là đáp án Daddy. Câu số 35, cái từ demand ở đây là đề cập tới cái gì? Level là mức độ, need là nhu cầu, possibility là cái khả năng có thể xảy ra và effect là ảnh hưởng. Ở câu này là họ đã đặt vào trong những cái cửa hàng đúng không ạ? Và thì nhỉ, nhanh chóng để mua sắm online để có thể tạo ra những cái high demand, những nhu cầu cao đúng không ạ? Câu này sẽ phải là need đúng không? Căn cứ từ đoạn số 1 thì cái gì được gọi là fast fashion? Thứ nhất, đó là online shopping. Thứ hai là cái việc sản xuất quần áo số lượng lớn và giá thành rẻ. Nghe con này có vẻ làm sao nhỉ? Hợp lý luôn, câu nào luôn đấy à? Vâng, đoạn 1 chị ạ. Vâng, đoạn số 2 đúng không ạ? Mass production of clothes at low cost đúng không ạ? Mass production là tức là sản xuất nhiều. Thì mà nếu mà vào mấy cái câu bài đọc như bài này thì chắc nó 9-10 hết. Chúng ta không cổ xí cho cái việc là đề dễ đó. Tiếp, câu số 37, từ dâm trở ra số 2 đề cập đến cái gì? Thứ nhất là the store là cái cửa hàng, thứ hai là mọi người, ba là quần áo, và thứ tư là chăn. Chăn là cái gì đấy cả lớp? Hàng tấn đúng không? Cái gì cái câu này đi ạ? Mọi người sẽ mất nhiều thời gian và nghĩ kỹ trước khi mà họ mua quần áo và họ cũng mặc chúng lâu hơn, và chúng ở đây chính là gì? Yes, đáp án C ạ. Vậy cái nào dưới đây không được đề cập tới trong đoạn văn? Thứ nhất là những người công nhân ở trong những nhà máy, nhà sản xuất quần áo này có thể sẽ bị ảnh hưởng cách tiêu cực bởi những cái hóa chất mà khi tạo ra quần áo. Câu B là gì ạ? Cái recycling clothes là gì nhỉ? Những cái quần áo mà thì để tái chế đúng không ạ? Thì nó đã được ném ra đúng không ạ? Nó không làm sao đi ạ? Được chú ý quá nhiều đúng không ạ? Ở trong những đất nước gì đi ạ? Châu Âu đúng không ạ?
Rồi, ok, tiếp tục đi ạ. Câu C là để trong quá khứ thì quần áo này đắt hơn và được thiết kế cẩn thận hơn. Và câu D là quần áo thì ở giá thấp thì có thể được tìm thấy internet. Nào, đầu tiên nhá là quần áo có trong nhà máy Glove xem có ảnh hưởng đến những người làm ra không ở Glove. Đoạn số mấy đi ạ? Đoạn 1. Ở đây người ta có nói đến một cái gì đấy another negative effect on the environment is caused by the chemical used to make the clothes. Và nó cause health problem for people working in clothes factory, đúng không ạ? Như vậy là câu này có. Mình đã tìm câu gì? Không có. Thế câu số 2 sao? Quần áo này không được chú ý nhiều lắm ở châu Âu. Thông tin ở đâu đấy cả lớp? Là số 2, dòng số mấy ạ? Người ta nói là gì? Một vài người thì người ta gì nhỉ, nói rằng nó sẽ là nguyên nhân gây ra cái throw away society, tức là đưa ra những cái xã hội mà chuyên ném, đúng không? Chuyên vứt bỏ. Việt Nam mình gọi là một cái throw away society đấy. Như Việt Nam mình hay dùng kiểu dùng một lần xong vứt đi. Hay vậy các bạn thấy những cái đồ hộp đựng thức ăn cái thứ ấy, toàn dùng một lần xong vứt đi, đấy cũng là một trong những cái hay. Đúng không ạ? Rồi, ok nhá. Thì là cũng sau đó người ta nói là gì nhỉ, nó cũng chỉ có một cái và every year, mỗi một năm ở châu Âu ấy, đúng không, 4 million tons of clothes end up in the trash, đúng không, tức là clothes là những cái kiểu quần áo mà bị thải ra thì nó sẽ nhỉ, nó bị đổ vào cái chỗ gì nhỉ, ở khu vực rác thải, đúng không, và chỉ có 1% được tái chế. Thế nếu mà chỉ có 1% được tái chế thì có nghĩa là người ta cũng không chú ý đến nó, đúng không ạ? Thì câu này cũng là câu đúng. Thế còn câu C là gì? Trong quá khứ quần áo này thì đắt hơn và được thiết kế một cách cẩn thận hơn. Nào, ở chỗ nào thông tin về quá khứ? Ở quá khứ người ta có nói là quần áo được đắt hơn và được thiết kế cẩn thận không? Hơn được khỏi đó. Không. Mà người ta chỉ nói là gì? À, quần áo thì ngày xưa thì người ta phải kiểu như là lựa chọn nhiều hơn, đúng không? Còn quần áo ngày hôm nay thì làm sao nhỉ? Người ta thích order những cái rẻ hơn thôi, đúng không ạ? Vì nó không được đề cập tới. Mà không được đề cập tới thì nó sẽ là sai. Chưa? Rồi nhá. Đáp án sẽ đáp án gì ạ? C. Tiếp. Sea Watch Foundation International Organization. Đây là một cái tổ chức, đúng không ạ, của quốc gia. Nó được thành lập vào năm 1991. Thì đây mình có từ đại từ quan hệ. Chắc chắn rõ ràng là organization đây nó là một danh từ chỉ vật. Và đằng sau nó thiếu một chủ ngữ, đúng không ạ? Thì nó phải là gì nhỉ? Which. Rồi, ok. Xong chưa cả lớp? Tiếp tục này. Số 40 ạ. 40 mình có cái này là từ loại và liên từ thì các bạn bắt buộc sẽ phải gì nhỉ? Phải dịch cả cái toàn bộ câu đấy rồi. Nào. Mình sẽ dịch từ câu professional researcher work together đi. Tất cả những người nghiên cứu chuyên nghiệp người ta làm việc cùng với nhau, đúng không? Với những cái đội tình nguyện để có thể identify, nghĩa là gì ạ con? Để có thể tìm ra, đúng không? Và monitor nghĩa là gì đây cả lớp? Kiểm soát, mình thì monitor đây mình dịch là lớp trưởng, đúng không ạ? Nhưng mình dịch là kiểm soát, kiểu như thế. Có thể kiểm soát được cái con số cũng như là cái location, cái vị trí của gì nhỉ? Những cái loài động vật này để mà, đúng không? Họ có thể thu được những cái kiến thức quý giá về đại dương. Ok, như vậy để mà là chỉ mục đích và chỉ mới là chính là từ nào? Yes, so that. Câu tiếp theo này, câu tiếp theo là kiến thức về từ vựng. Mình có relationship là những mối quan hệ. Link là nối với, đúng không ạ? Connection là sự kết nối và network là mạng lưới. Thế là câu này người ta nói là volunteers can work both in the office or in the field. Những người tình nguyện viên có thể làm việc cả ở cơ quan và cả ở trên thì đấy ạ, trên cánh đồng nông trại nữa, và cũng có một cái gì, những cái coordinator là những người điều phối viên ở trong khu vực, thì mình sẽ dịch hợp lý là sẽ có một cái gì để cả lớp. Một mạng lưới con ạ, một mạng lưới các điều phối viên đa cấp này cả lớp. 10 phút rồi đấy. Tiếp này, số 42 là cái kiến thức các bạn nhìn thấy cô từ sightings thì nó có chữ SC rồi. Có chữ SC thì ở đây chỉ có thể là feel hoặc là gì nhỉ, ô thôi, đúng không ạ? Chỉ có một trong hai cái thôi. Thế thì mình phải đọc cái nghĩa để xem là cái nào tất cả hay là chỉ là một vài thôi. Họ cung cấp provide cái nhỉ, cái data, những cái dữ liệu và cái sự hỗ trợ, đúng không, từ cái nhỉ, cái tổ chức này, đúng không, thông qua những cái recording, tức là những cái bản thu âm cũng như là báo cáo cái việc mà nhìn thấy gì đấy ạ, trường hợp nhìn thấy cá voi cá heo, đúng không ạ, thì sẽ là nếu mà cung cấp dữ liệu và hỗ trợ thì chắc chắn phải ghi lại báo cáo tất cả rồi, báo cáo phải báo cáo tất cả rồi, báo cáo một vài được, đúng không ạ? Đó, đây tiếp câu tiếp theo ạ.
Ở đây là kiến thức về cái gì đấy cả lớp, về từ loại chúng ta và cả từ vựng nữa. Sympathy của chúng ta là danh từ sự cảm thông. Enthusiasm đây là sự nhiệt tình. Support là sự hỗ trợ. Còn incomprehension là sự không hiểu. Thế còn comprehension là hiểu, đúng không? Bất cứ ai nhiệt tình và có một gì nhở, cái gì đấy, ống nhòm thì đều có thể được tham gia, đúng không? Thế thôi. Như vậy nó sẽ là enthusiasm, tán bị. Cái gì đấy, cái gì mà cười hướng thì Linh. Hoàng Linh. Nào, ok, tiếp. Đối với những cái người đam mê đi xe đạp, đúng không ạ? Đạp xe tới nơi làm việc, đúng không ạ? Thì đây là một cái lợi ích vì nó cho phép anh ấy có thể get in, tức là có thể bước chân vào gọi là cái việc tập thể dục thường ngày và cho anh ấy cảm giác như là thoải mái, tự do, thoát khỏi những cái gọi là gì nhỉ? À, vấn đề liên quan đến gì nhỉ? Tắc đường nọ kia, đúng không ạ? À, tình trạng gọi là kẹt xe của thủ đô. Tiếp, đoạn số 2. Green development has become a key concern of China Central Authority. Cái từ phát triển xanh ấy thì nó đã trở thành một cái mối quan tâm chính, mình dịch là key, là chính, của chính quyền trung ương Trung Quốc, đúng không? Và để đạt được cái sự cải thiện trong chất lượng môi trường trước năm 2035 thì Trung Quốc sẽ cố gắng để làm sao thúc đẩy cái gì nhỉ? Green production là việc sản xuất những cái gì xanh, đúng không? Lối sống xanh. Đấy, và gần đây thì cư dân đã rất ngạc nhiên như thế nào. Thì có nghĩa là các bạn hiểu là cái đoạn đầu là người ta nói về những cái người đam mê đạp xe đạp, đúng không ạ? Và người ta nói là đạp xe đạp thì bây giờ đã có rất nhiều chiếc xe đạp như thế nào, cư dân người ta thích đạp xe đạp vì sao. Và sau đó đoạn số 2 người ta đã nói về cái sự phát triển xanh và người ta làm thế nào để tăng cường cái sự phát triển xanh đó, đúng không? Tiếp này. Gia thì nói rằng anh ấy rất là trông đợi cái việc ngắm nhìn cái thành phố Bắc Kinh ngày càng trở nên xanh sạch đẹp hơn, đúng không ạ? Bởi vì chính quyền địa phương đã tạo những cái sự nỗ lực để có thể thúc đẩy cái việc du lịch thân thiện môi trường. Thế thì theo các bạn đâu sẽ là chủ đề tốt nhất cho bạn? Thứ nhất là tại sao mà Bắc Kinh lại phô bì hai? Phô bì hai tức là tụt hậu, tức là bị chậm phát triển so với chính sách xanh. Có phải không cả lớp? Không. Câu B là quan điểm của một người dân, góc tối của việc phát triển xanh, tức là mang tính chất tiêu cực. Không phải. Câu D là gì đấy ạ? Xe đạp trở lại đúng không? By bike. Và đường xá trở nên làm sao nhỉ? Thân thiện với những chiếc xe đạp hơn. Street going cycle friendly. Và câu D là xe đạp với ô tô cái đàn tốt hơn. Thế đây đáp án chỉ có thể hợp lý đáp án nào? C. Loại đi loại lại chỉ có đáp án thôi. Mặc dù nghe nó cũng rất là chuối. Có thể nó rất là chuối luôn đấy. Cái từ conflict ở trong đoạn 1 nó đề cập tới cái gì? CQ đây là bảo đảm. Protect là được bảo vệ. Passive là bị động. Còn confuse là cái là bối rối lúng túng đúng không? Hoặc kiểu như là khó hiểu đúng không? À, mình sẽ đọc cái câu The occasional take over by cars. Được chưa? Khi mà người ta nói đến cái thỉnh thoảng ấy, người ta có thì mọi thứ nó có được take over, nó được tiếp quản bởi những cái gọi là gì đấy, những chiếc ô tô này, đúng không? Thì làm sao đây ạ? Cái số lượng đó nó tăng tới khoảng 5 triệu, đúng không ạ? Trong khoảng 2 thập kỷ trước và tới 6,57 triệu, đúng không ạ? Cái cuối của năm vừa rồi. Và tất cả những cái làn xe đạp này, đúng không ạ, đã cho phép anh ấy có một khiến cho anh ấy có một cái cảm nhận như thế nào về cuộc sống. Xe đồ này là biết cái gì không? Trên yên xe. Xe đồ là cái yên xe này. Nhưng mà đừng dịch là cuộc sống trong yên xe nhé. Yên xe. Cái yên xe. Rồi. Thế thì mình hiểu cái conflict ở đây của mình có nghĩa nó hiểu theo cái nghĩa là như thế nào. Cả lớp. À, tức là kiểu như là anh ấy thấy không hiểu là anh ấy biết là mọi thứ nó sẽ trở nên như thế nào, đúng không ạ? Vâng, tức là khi mà khiến cho mọi người nó thay đổi cái suy nghĩ về như thế, cho nên từ này sẽ là kiểu rất là bối rối, sẽ hợp lý, đúng không? Câu số 46 ạ, đáp án D nhá. Câu 45 đáp án D. Căn cứ từ đoạn văn thì cái gì ông Gia này cảm thấy như thế nào sau khi mà chính quyền địa phương cố gắng để khích lệ động viên cái việc mà đi du lịch thân thiện ở môi trường đây? Thông tin ở chỗ nào đấy? Đoạn không ạ. Đoạn đầu tiên á, dòng số 1 hay 3, dòng số 3 tính từ cuối đi ngược lại. Nhìn thấy chưa?
Buckingham resident has found that commuting is becoming increasing enjoyable. Tức là commuting, tức là cái việc mà kiểu như là đi xa ấy, đi 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 làm xa nó càng trở nên dễ thoải mái hơn, bởi vì là những chính quyền địa phương đã endeavor to, tức là đã nỗ lực cố gắng để khích lệ động viên cái việc du lịch, được chưa? Đó, đấy chính là câu đấy, nhìn thấy chưa? Thế câu này đáp án chính xác ta sẽ là gì? Đáp án B, tức là thích đi nhiều hơn. Đấy. Fundamental bình thường của chúng ta là những cái nền tảng. Và nền tảng sẽ là những cái gì đấy ạ? Thứ nhất là hiện đại, thứ hai là thú vị, thứ ba là quan trọng, và thứ tư là excited, là phấn khích. Đương nhiên đáp án sẽ là C rồi. Nền tảng sẽ là những cái đóng vai trò quan trọng. Tiếp, câu số 48. Cái từ which ở trong cái đoạn này đề cập tới cái gì? Và lớp nhận đọc từ which. Bao giờ đại từ quan hệ đứng đầu bổ đấy đúng không? Nó phải đứng ngay sau cái danh từ mà nó bổ nghĩa. Tất cả những cái chính quyền địa phương đúng không ạ, của thành phố Bắc Kinh này thì cũng cố gắng để lập kế hoạch xây dựng những cái con đường dành riêng cho xe đạp đúng không ạ, và thì nó trải dài như thế nào, cái mà sẽ giúp cho chúng ta kết nối. Như vậy cái đấy chính là cái gì? Cái gì? Vâng, chính xác. Ok, the plan to build đúng không ạ, by route along the waterway. Câu số 49 ạ. Vậy cái nào dưới đây là sự thật căn cứ theo đoạn văn? Thứ nhất là GR là một big fan, tức là một cái người rất là gì đấy cả lớp nhỉ, rất là thích đạp xe đúng không, vì nó giúp anh ấy thoát khỏi cái việc tắc nghẽn ở thành phố, traffic congestion. Cái thứ hai là có một số lượng người đi xe hơi ở Trung Quốc tăng nhẹ đúng không, small increase là tăng nhẹ. Câu C là Trung Quốc sẽ chỉ cần lưu tâm tới cái lối sống xanh đúng không, để có điều kiện sống tốt hơn. Và câu D là sự expansion, là sự mở rộng một vài cái làn đường xe đạp ở Bắc Kinh đúng không ạ, thì đó là điều mà khiến ai cũng có thể đoán được. Đầu tiên là anh ấy là một fan hâm mộ lớn thì đúng hay sai đây cả lớp? Thông tin ở đoạn nào đấy ạ? Rồi, ông ấy nói như thế nào đấy ạ? Là gì nhỉ? Ngay câu đầu tiên ấy, là một người mà rất thích bởi vì nó cho phép ông ấy có thể get in his daily exercise and thì để free him the capital đúng không? Notorious traffic jam. Được chưa cả lớp? Rồi. Như vậy lẽ ra câu này sẽ là câu đúng luôn, là mình sẽ không đọc câu làm gì trước cho nó mệt người ra. Còn câu số 50, tiếp theo các bạn cái nào sẽ được rút ra từ đoạn văn này? Thứ nhất là cái chính phủ của Bắc Kinh này dường như là không quan tâm tới việc thúc đẩy. Thế câu này đúng hay sai? Sai. Câu B là ở một vài cái con đường phố ở Bắc Kinh thì những cái làn đường người cho ô tô đã được mở rộng ra. Câu C là cái effort, tức là tất cả những cái sự gì đấy nỗ lực và gì nhỉ, và cố gắng nó để di chuyển thân thiện môi trường thì có thể tác động tích cực lên môi trường. Và câu D là GFN tin rằng chỉ bằng cách dùng xe đạp thì lượng khí thải carbon của Bắc Kinh mới được giảm. Thì cái thông tin thường cái mà infer là suy ra thì các bạn sẽ hay đọc ở cái gần cuối cuối đúng không ạ? Vâng. Nào các bạn đọc xem đoạn cái người ta nói cái gì đi ạ. Nào, Jesus, he looked forward to seeing. Mình sẽ đọc cả cái đoạn đấy xem người ta nói cái gì nhá. Anh ấy đang rất là trông mong. Anh ấy trông mong cái gì đấy cả lớp? Một sự phát triển của cái lối sống gì đấy ạ? Của cái gì nhỉ? Lối sống xanh đúng không ạ? Rồi tiếp, dịch tiếp đi. Mình đang tìm cái info nhá, là rút ra nhá, thì mình đọc cho nó rõ ràng nhá. Vì chính quyền địa phương đã làm sao? Nỗ lực không ngừng đúng không? Để thúc đẩy cái sự di chuyển thân thiện với môi trường. Khi nhiều người chuyển sang mà làm sao nhỉ? Turn to buy, tức là chuyển sang dùng xe đạp nhiều hơn đúng không? Thì sẽ có ít người lái xe hơn và giao thông sẽ di chuyển nhanh hơn. Và vì thế thì cả tài xế và người đạp xe thì đều thoải mái hơn. Và điều này sẽ giúp cho thành phố xanh hơn và giảm lượng khí thải carbon. Đúng không? Thì bây giờ quay trở lại với lại câu của chúng ta. Vậy đáp án sẽ là gì đấy cả lâm? Vâng, đúng rồi, chính xác. Có những cái ảnh hưởng tích cực lên, thúc đẩy môi trường. Đây này có vẻ ngon ngon đấy nhỉ?